Anh em xin kính chào khách. Bây giờ đang là buổi chiều ngày mùng 8 tháng 11 2020. Thế nên xin trân trọng giới thiệu bác tên gì bác nhỉ? Trần Văn Di. Bác Trần Văn Di, bác ở đâu ạ? Lưu Thượng. Bác Lưu Thượng, Phú Túc à? À, Phú Túc, huyện Phú Xuyên nhỉ? Cùng huyện với là Tố Anh Luân, bác đến đây ký nhận bộ bàn ghế Minh Quốc Ghê mẫu mới 2020. Bây giờ bác ký đi. Ok bác ký. Đây. Anh Văn ơi. Thôi em coi. Để cháu nhân cho bác ký nhá. Ký gì cầm chứ? Ký cầm. Ký cầm chứ? Bộ bàn ghế Minh Quốc Nghe mẫu mới nhất mà Thành Luân ra mắt, và tất cả những cái mẫu của Thành Luân liên tục cập nhật mẫu mới. Đây là mẫu Minh Quốc Nghe nhưng mà làm theo lối Nghe Vào Đỉnh. Toàn bộ trường rất là kỹ thuật, rất là lắng. Các anh thanh niên hộ em đây. Đỡ thêm à, được hai người. Và bác ký đi. Bác chú bác ký đi. Bác ký ngày luôn nhá. Mùng 8 tháng 11 mà bác ghi chữ Phú Xuyên ở đấy, à Phú Túc ở đấy, cháu nhớ. Bác ghi tên bác mà ghi ngày mùng 8 tháng 11 với cả cái gì nữa đấy, Phú Túc, bác ghi Phú Túc đấy để nhớ được những bộ đi đâu rồi còn nhớ. Ngày hôm nay là mấy khách ký rồi nhầm. À, đây là bộ Minh Quốc Nghe cột 12 nhưng mà mẫu rất là đẹp. Toàn bộ là ván mặt dày 2 phân. Là khuôn tranh dày 4 phân. Rất là nặng. Nặng lắm ấy. Ghế kia. Đây ghế kia bác ơi, ra ký ghế kia. Anh Văn ra hộ em nốt đây kia cả. Hai cả thưởng đấy. Nốt được đồng bộ. Đúng rồi, bàn đấy. Và hiện tại Thành Luân đang còn rất nhiều những bộ bàn ghế Minh Quốc Nghe giống như này. Bác nào có nhu cầu sở hữu thì liên hệ ngay với Thành Luân để sở hữu những sản phẩm đẹp và độc đáo như này. Bộ bàn ghế Minh Quốc Nghe bằng chất liệu gỗ hương đá Nam Phi, hàng rất là VIP. Toàn bộ cái mẫu này là mẫu mới nhất 2020, trường liền hết, toàn bộ trường liền rất là đẳng cấp luôn, trường liền 100% luôn, rất là đẹp. Kia kia nữa. Phía trong này là bộ bàn ghế Nghe Vào Đỉnh của một khách hàng đã đặt ở Thành Luân rồi, ở Hà Nội. Rất đẹp luôn. Chào tất cả các bác. Rồi bác ký đôn đi, hai cái đôn. Đôn với bàn nhá xong. Em kéo em cái bàn kia, kéo em bàn này. Ừ, bàn để đấy, để ký thôi, để đấy ký. Đây bàn đây. Đây. Đây cái bàn đục tứ linh rất là đẹp. Có luôn cái bàn. À, các bạn nào có nhu cầu mà đặt hàng thì liên hệ với Zalo của Thành Luân rồi lại trực tiếp toilet hơn. Mà chắc cái này là đóng được mộ. Ui giời. Cái này được từ năm 93 đến 94 cái này. Ăn quả xoài vứt hạt đây này nó mọc đấy. Mình vẫn nhớ. 95 96 hai mấy năm cái này. Cái đấy ăn quả vứt hạt ra tự nó mọc, không cần trồng, lớn nhanh thế. Anh em xin tạm dừng ở đây và xin chào và hẹn lại tất cả các bác vào những lần phát trực tiếp lần sau. Và hiện tại Thành Luân đang có rất là nhiều hàng. Các bạn nào có nhu cầu đặt hàng liên hệ ngay với Thành Luân. Đây là bộ bàn ghế Minh Quốc Nghe bằng chất liệu gỗ hương đá Nam Phi,
gồm có 6 món của khách hàng bác ở Phú Túc, Hà Nội, cách đầu phố Thành Nhơn khoảng 5 cây số rồi cùng huyện luôn, rất là VIP.